Xin chào tất cả phụ huynh và các em thân mến. Hôm nay chúng ta sẽ học bài 4 Bạn mới trang số 81 của quyển vở bài tập tiếng Việt lớp 2 tập 1 Chân trời sáng tạo. Các em hãy mở quyển vở bài tập ra, cô sẽ hướng dẫn cho các em giải cái bài học cho ngày hôm nay nha. Bài 4 Bạn mới. Một nhỏ nghe và viết. Mỗi người một vẻ, sách giáo khoa trang 126. Phần này các em sẽ được giáo viên giảng dạy cho các em trực tiếp trên lớp học của mình. Cô sẽ không viết lại nữa. Các em cố gắng viết thật đúng để đạt được kết quả cao. Chúng ta sẽ chuyển sang câu số 2. Câu 2 viết lời giải cho từng câu đố sau. Biết rằng lời giải chứa tiếng bắt đầu bằng chữ G đơn hoặc là chữ G ghép. Bốn chân mà chỉ ở nhà, khi nào khách đến kéo ra mời ngồi, đó là gì? Ở nhà các em có cái gì mà bốn chân, khi khách đến thì mình kéo ra mời ngồi, đó là cái ghế. Cái ghế là G ghép. Lấp la lấp lánh treo ở trên tường. Trước khi đến trường, bé soi chải tóc. Đó là cái vật gì mà trước khi các em đến trường đó thì các bạn nữ hay đứng trước và chải tóc. Đó là cái gương. Câu 3 điền vào chỗ trống và thêm dấu thanh nếu các em thấy cần thiết. Vần A hoặc là vần A. Diều no gió bay. Chim hót xanh cây. Mùa thu quả chín. Trời trong nắng đầy. Theo Đặng Vương Hưng. Câu B, vần An hoặc là vần An. Chuồn chuồn đi đón cơn mưa. Bỗng dưng gặp sợi nắng trưa dịu dàng. Bỗng dưng gặp gió lang thang. Gom hương lúa chín trải tràn đồng xa. Theo Thảo Nguyên. Đó là câu B. Chúng ta sẽ chuẩn bị sang câu số 4. Các em sẽ viết những cái từ ngữ chỉ hoạt động. A có tiếng tập. Ví dụ như là tập viết, rồi tập thể dục, hoặc là làm bài tập. Câu B có cái tiếng đọc như là đọc sách, đọc truyện, đọc sách, đọc bài, đọc truyện. Câu C có cái tiếng hát như là ca hát, múa hát,
chấm. Câu 5. Các em sẽ viết từ 1 đến 2 câu có cái từ ngữ tìm được ở bài tập 4. Các em có thể viết mỗi buổi sáng ba em thường đi tập thể dục chấm. Bé Mai múa hát rất hay. Chấm. Câu số 6. Các em sẽ gạch dưới từ ngữ trả lời câu hỏi làm gì trong từng câu dưới đây. A. Kim trò chuyện với hai người bạn mới. Bây giờ các em sẽ gạch dưới cái từ ngữ trả lời câu hỏi làm gì. Như vậy, chúng ta biết Kim làm gì? Kim trò chuyện với hai người bạn mới. Các em sẽ gạch dưới cái từ ngữ trả lời cho câu hỏi làm gì. Kim làm gì thì Kim trò chuyện với hai người bạn mới. Như vậy, trò chuyện với hai người bạn mới đó là câu trả lời. Thước kẻ xin lỗi bút chì và bút mực. Như vậy, thước kẻ làm gì? Thước kẻ xin lỗi bút chì và bút mực. Các em đã hiểu được câu số 6 chưa? Câu 7, các em sẽ viết từ 3 đến 4 câu. 3 đến 4 câu. Và mình tả một cái đồ dùng học tập của em dựa vào gợi ý. A. Nêu tên đồ dùng học tập. B. Nói về một vài đặc điểm nổi bật, hình dáng, kích thước, màu sắc hay là chất liệu. Cuối cùng là tình cảm của em đối với cái đồ dùng học tập đó. Rồi, các em có thể ghi vào mẹ mua cho em cây bút chì rất đẹp. Chấm. Bút chì có màu. Đỏ sọc đen. Chấm. Bút dài bằng một gang tay của em. Bút dài bằng một
gan, tay, của em, chấm. Thân bút chì được làm bằng gỗ. Thân bút chì được làm bằng gỗ. Phẩy, bên trong lõi bút có chất liệu chì than. Chấm. Em rất yêu quý bút chì chấm. Các em hãy xem lại trước khi cô chuyển sang câu số 8. Câu 8, viết vào cái phiếu đọc sách những cái điều em đã chia sẻ với bạn về một bài đọc và bạn bè. Tên bài đọc đó là Chuyện của thứ kẻ. Rồi, tên bạn. Đó là thứ kẻ. Bút chì bút mực rồi cái thông tin thú vị đó là chúng sống cùng nhau. Rất là vui vẻ. Chấm. Và bài học ngày hôm nay đã kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh để nhận được những bài học mới nhé.